Kính thưa Hội đồng Sáng kiến Công ty Điện lực An Giang, sau đây chúng tôi xin trình bày sáng kiến thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện trên YouTube. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, phòng điều độ Công ty Điện lực An Giang. Nội dung gồm có: A. Mô tả giải pháp. B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp. C. Danh mục tài liệu nộp kèm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. A. Mô tả giải pháp. 1. Tình trạng kỹ thuật hiện tại. Từ năm 2008, Công ty Điện lực An Giang có quy định cho các đơn vị trực thuộc đăng ký cắt điện và đăng ký kế hoạch công tác tuần gửi về công ty trước 10 giờ ngày thứ ba hàng tuần. Phòng điều độ chủ trì giải quyết, tổng hợp đăng ký cắt điện, trình lãnh đạo công ty duyệt và ban hành thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện. Nơi nhận: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, bản giấy, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành, Đài truyền thanh huyện, thị, thành, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và các đơn vị trực thuộc. Dựa trên các đăng ký được duyệt, các điện lực ban hành thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện cho địa phương. Nơi nhận thông báo: Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các huyện, Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế huyện, Xí nghiệp Điện nước, Đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố. Người dân trong tỉnh An Giang biết được lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện thông qua các kênh, Đài truyền thanh địa phương, Tổng đài 19001006. Website pcanzang.evnspc.vn, app Zalo và email điều độ anzang@gmail.com. 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến. Để giúp người dân trong tỉnh An Giang có thêm kênh thông báo lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện, hàng tuần chúng tôi làm video thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh An Giang, upload lên YouTube. Dữ liệu cơ sở cho video này được cung cấp từ email điều độ anzang@gmail.com. 3. Quá trình áp dụng giải pháp trên thực tiễn hoặc áp dụng thử. Đã ban hành thông báo lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện trên YouTube từ tháng 5 năm 2024 đến nay. Khả năng áp dụng cho tất cả các đơn vị quản lý lưới điện phân phối. 4. Hiệu quả thực tế thu được khi áp dụng giải pháp, mở rộng thêm kênh thông báo lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện, góp phần giúp người dân An Giang chủ động trong sản xuất kinh doanh. B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp không tính được. C. Danh mục tài liệu nộp kèm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không. Đến đây chúng tôi xin kết thúc phần giới thiệu sáng kiến thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện trên YouTube. Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe.